2 tháng rồi, da chó và tiêm phòng đầy đủ rồi. Đấy, tẩy giun các kiểu rất là dữ dằn luôn các bác nha. Đấy, cũng rất là ghê gớm. Một em cọc tịt đuôi rất chuẩn luôn, rất đính đực. Tai lên tự nhiên nhé, tai không phải dán giết gì cả. Đấy, nó đang lên tự nhiên rồi, đang cứng rồi. Bắt lại. Đấy, buổi sáng nó ghẹ nhau rồi. Buộc riêng thôi, hai bạn này phải buộc riêng. Đấy. Đây có một em vàng kim nữa. Em vàng kim này giá là 4 triệu rưỡi này các bác này. Em vàng kim này phải được 6-7 cân rồi các bác ạ. Đấy, rất to. Bạn này là chân huyền đề đơn. Đuôi bông lau xù rất đẹp luôn này các bác này. Xù rất dày luôn, rất là mập. Đấy. Nhưng mà đang bị buộc ở đây, bạn ấy không bị buộc quen cho nên là hơi này, ổn định tinh thần em nó tí nào. Em vàng kim trong này đốm lưỡi rất là nhiều luôn. Đấy, vòng vàng kim mà có thể đốm lưỡi nhiều này thì quá tuyệt vời nhá, quá xuất sắc. Một em vàng kim giá 4 triệu rưỡi các bác ạ. Rẻ hơn trắng này. Đấy. Sáng nay hỏi 5 triệu, bây giờ là 4 triệu rưỡi các bác nhé. Đấy. Vâng. Đây là cảm ơn bác Khiêm nhá. Vừa rồi bác ăn lợn có ngon không? Không để lại bình luận đi. Vâng, hôm nay thì trời nó mát rời một tí nên là em cũng tích cực hơn. Và các bác tích cực ủng hộ em bằng cách ấn nút like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Ấn đăng ký kênh và chia sẻ tích cực qua các bạn Zalo, Facebook thì em rất cảm ơn và động lực rất là tốt cho em. Đấy, cái đấy là niềm phấn khởi rồi các bác ạ. Đấy. Vâng, đấy em quay lại cho các bác. Lợn rừng đá. Vâng, lợn mán là lợn bản đó các bác ạ. Lợn rừng thì để kiếm một con lợn rừng thì nó cũng có, nhưng mà ăn nó phải nhiều người nó mới võ các bác ạ. Đấy, toàn màu đỏ. Em vàng kim nhé, đây là vàng kim. Cái màu nếu mà không, các bác nhìn rõ không thật thì các bác bảo em. Đấy. Còn em này thì trắng tinh luôn, không phải nghĩ. Đấy, dòng trắng tinh, sổ đỏ trắng tinh. Đấy, có em cọc đỏ được giá 10 triệu thôi các bác ạ. Đấy. Còn những dòng này là một em trắng cọc à? À, đuôi dài. Này thì to rồi, lớn lắm rồi. Này chắc tầm 6-7 triệu các bác ạ. Đấy. Con đen này bao tiền anh? 15 á. Đen này mới là đen đang khai lông này. Con này tầm 4 tháng rồi. Đấy, mấy nữa lớn thì cũng gấu gấu như kia, nhưng mà em này là đen đuôi. Em kia này bạc đuôi. Đấy, bạc đuôi. Con này cũng đốm lưỡi nhiều này. Con này cũng đực luôn. Một em 35, em này lớn hơn 11 tháng thì là bao nhiêu nhỉ? 35 triệu, còn em này 4 tháng thì có giá 15 triệu. Những dòng chó gọi là giống nó đạt. Phải nói là con giống rất là đạt luôn, đen tuyền. Nên các bác mà nuôi ấy, thì đảm bảo những con này thì nuôi ổn hơn này. Đấy, như em này về thì nó không được bằng như những em này. Dáng rất đẹp luôn. 15 triệu có bờm sư tử luôn các bác nhá. Đấy. Yeah, lông rất chất, đuôi rất đẹp. Xù, đen không phải nghĩ luôn em này, em này đen tuyền nhá. Cái lông tơ này đang thay này các bác này. Đấy, em ngồi sát với các bác xem. Đấy, phải nói em này, em nhận xét là con này phải đẹp nhất chợ bác ạ. Rồi, bạn này gầm xe bị vỡ rồi đây. Đi còn quệt quệt. Đấy, phải nói là em này đẹp hơn em lông dài trưởng thành này. Nhưng mà giá nó thì kinh quá. Em này đẹp rồi nhưng mà giá kinh quá. Cái đuôi thì đuôi bạc các bác ạ. Còn em này đuôi đen này. Đuôi đen mới là chuẩn dòng này. Đấy.
xù răng răng bi đủ đầy đủ hết, giá 15 triệu các bác ạ, 15 triệu đúng luôn.